Hyper Stasis and Teamwork is strength! Fate is upon you! Brace yourself! This is gonna hurt! Who's next? Đôi thời gian sẽ qua đi những khi nhớ ngày mình bên nhau và em sẽ quên anh thôi nhưng chưa từng yêu. Đừng băn tâm băn nơi đây dù thời gian có đổi thay, anh vẫn mong em hạnh phúc hơn ngày. Đoạn đường đi phía trước nhất bước một mình em thôi, phải làm sao khi không có anh kề bên. Giọt nước mắt em lau rơi nhìn em đâu anh không thể những việc đây không cần đã xa rồi. Đôi thời gian sẽ qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.